Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Review. Hiện tại thì đang là cuối tháng 6 năm 2023 và hiện tại các dòng TV của Sony đang giảm giá cực kỳ là sâu, phân khúc là 65 inch các bác nhé. Ở đây thì em đang có toàn bộ các dòng Sony 2022 kết hợp với các dòng của 2023 nữa. Thì em cũng sẽ báo giá cho mọi người cả hai loại này để xem là những model thay thế của năm 2023 nó giá như thế nào. Và thời điểm bây giờ thì giá của 2022 thì cực kỳ là tốt rồi nhá. Cực kỳ là tốt. Các bác nào đang muốn sở hữu một dòng 65 inch giá rẻ thì hãy xem ngay cái video này của em để chúng ta lựa chọn. Các bác nào muốn mua hàng gọi điện trực tiếp đến siêu thị điện máy của Ecomax tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội, website ecomax.vn. Hoặc là các bác nào thấy video của em hữu ích thì cho em Long xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ em cho các video mới nhất các bác nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và hiện tại thì ở đây thì các dòng rẻ nhất trong cái đợt này xuống giá cho mọi người đó là các dòng TV X80, X85 và X90K là đang có một cái mốc giá rất sốc cho các bác mọi người nhé. Những cái thời điểm trước thì giá rẻ nhất vẫn sẽ là những dòng X75. Tuy nhiên X75 đợt này nó cũng đứng giá, nó không có giảm giá quá nhiều cho mọi người. Giảm hơn là những dòng cao cấp hơn. Đấy, giá thì đợt trước nó cũng rơi vào tầm độ 16-17 triệu. Nhưng bây giờ giá cho các bác một cái mức giá rẻ hơn. Con đầu tiên là con X75K trong cái video lần này. Năm nay thì 2023 các bác sẽ có cái model thay thế cho X75K. Đó là con X77L mọi người nhé. Tuy nhiên thì hiện tại siêu thị bên em thì vẫn chưa có về hàng con 77 đó. Và nghe nói thì một số siêu thị được cấp thôi, còn một số siêu thị không được cấp con X77L đó. Thì đối với dòng đó thì nó chỉ là model thay thế cho X75K thôi. Là những cái dòng TV giá rẻ nhất, hàng xuất xứ ở Việt Nam. Hàng xuất xứ Việt Nam mọi người nhé. Với cái thiết kế của những dòng X77 hoặc X75 thì nó không được đẹp. Không được đẹp. Nó có cái phần viền khá là dày như thế này các bác nhá, khá dày. Tuy nhiên thì đổi lại cho các bác thì nó vẫn sẽ sở hữu, đó là màn hình TV 4K và có điều khiển giọng nói trên cái điều khiển rồi. Đấy, không cần nhất thiết phải điều khiển rảnh tay các bác nhá, có điều khiển giọng nói trên điều khiển cũng ok rồi. Với công suất của nó cũng chỉ rơi vào là tầm độ 107-108 thôi, thì sẽ giúp cho các bác tiết kiệm điện năng khá tốt các bác nhá. Và chân cũng sẽ là chân kiểu để hai bên, mọi người sắp xếp được một hệ thống loa sau 3 ngay cạnh bên này. Tất cả các dòng đi Sony đều thiết kế chân hai bên như này. Nếu mà kể cả 2023 chân cũng tương tự như thế. Và với con này thì bây giờ giá nó chỉ còn có 13.560.000 thôi. 13.560 cho một cái con TV 4K tần số quét 60 có điều khiển giọng nói. Đấy, chúng ta xem phim giải trí thông thường trên con này em thấy cũng ok rồi. Hệ điều hành vẫn sẽ là hệ điều hành Android trên nền tảng Google TV như thế này mọi người nhé. Đây là con đầu tiên. Nếu mà so sánh với X77L thì hiện tại X77L bên em chưa có hàng nên em chưa có cập nhật giá được cho các bác. Em chỉ có những dòng 80, 85 và 90 thôi để so sánh cho mọi người. Ngay bên cạnh nó thì mọi người có thể lấy sang những dòng hàng của Malaysia. Đó là con X80K hoặc X80L mọi người nhá. X80K hoặc X80L. Thì đây em đang kê con X80K phía bên này và con X80L phía bên kia. Em quay cho các bác con xem X80K trước. Con 80K này thì với tần số quét cũng sẽ là 60. Chúng ta có thêm nhiều cái nổi trội hơn con X70, con X75. Đó là con chip này, hệ màu này, đấy, âm thanh này, thiết kế này, xuất xứ Malaysia này, tìm kiếm giọng nói rảnh tay này. Đấy là những cái hơn của con TV X80 mà rất nhiều video em còn nói cho các bác. Thì đổi lại mọi người mua những dòng X80K, cái phân khúc X80K thì trước đó bán cho các bác tầm trên 17 triệu đồng hoặc 18 triệu đồng. Nhưng bây giờ giá của nó cũng rất rẻ cho mọi người. Với 65X80K đang bán là 16.730.000 các bác nhá. 16.730.000 cho 65X80K. Nếu mà 80K các bác muốn so sánh sang đó là 80L thì đây em có con 80L đây. Về đặc điểm chung của con X80L này thì cũng không khác gì so với con X80K là mấy mọi người nhá. Nó chỉ khác cho các bác đó là cái phần chân thôi. Cái phần chân năm nay nó thiết kế đặt nằm sát với mặt sàn. Còn về phần tính năng hay là các thứ khác thì em thấy nó cũng khá là tương đồng. Thiết kế kể và phần thiết kế lẫn tính năng nó cũng không khác gì so với con năm ngoái cả. Và tất nhiên khi mà nó ra mắt một con TV thì nó giá nó sẽ rất chi là cao. Nếu mà X80K 65 inch đang bán là 16.730.000
thì với 65X80L đang bán là 19.670.000. Nó đang cao hơn khoảng độ 3 triệu đồng so với con K mọi người nhá. Các bác hoàn toàn có thể mua con K bây giờ. Tiếp đến sẽ là những dòng X85. X85 thì chúng ta sẽ có cái phần thiết kế của X85. Nếu mà các bác không xem về phần tính năng cũng như là phần màn hình thì các bác treo tường lên hay để chân lên thì X80 và X85K thì hoàn toàn là khá là tương đồng nhau và rất chi là khó nhận biết mọi người nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm X85 hàng của Malaysia và tần số quét nó sẽ hơn là một con 80, 80 là 60 nhưng con này là tần số quét là 120. Đấy, có tần số quét 120. Cái con chip hệ màu và hệ âm thanh là tương đồng. Chúng ta có thêm cái tốc độ chuyển động hình ảnh là 800. Còn con X80 là lấy 80 là 200 thôi mọi nhá. Và các thứ khác thì là tương đồng nhau. Chúng ta có thứ nhất là chúng ta có con có cái chip mạnh hơn này. Còn tốc độ chuyển động hình ảnh nó tốt hơn. Và đối với dòng này thì chúng ta sẽ có một cái mức giá bây giờ, một cái mức giá rẻ, rất rẻ cho các bác muốn sở hữu dòng X85 với tần số quét 120. Thời điểm trước các bác nào muốn mua những dòng mà tần số quét 120, người sẽ bỏ ra với số tiền khoảng 20 triệu đồng, gần 20 triệu đồng cho con X85K này. Nhưng vào cái thời điểm bây giờ mọi người không cần phải bỏ đến 20 triệu nữa. Các bác chỉ cần có 18 triệu đồng thôi. Các bác sẽ mua được con 65X80K. À 85. 65X85K là 18 triệu đồng rồi nhá. 18 triệu đồng. Tất nhiên là tính năng đầy đủ và có giọng nói rảnh tay. Nếu mà so sánh sang con X85L của 2023 thì đây em cũng có hàng để kê cho mọi người xem. Là con X85L. Con 85L năm nay nhìn sơ qua thì về ngoại hình, mặt trước các bác sẽ thấy là cái phần chân nó khác đi, giống như con 80. Năm nay thì phần mắt sau lưng của nó cũng khác đi luôn. 85L năm nay cải tiến rất nhiều rồi nhé. Về cái thiết kế mặt trước, thiết kế mặt sau và thiết kế viền, viền vuông rồi nhé. Và hơn nhất vẫn sẽ là cái màn hình của năm nay. Màn hình năm nay Sony trang bị cho mọi người đó là màn hình Full HD. Màn hình Full HD LED. Cái màn hình này thì các bác mua năm 2022 sẽ là những dòng TV từ X90 trở lên mới có. Tuy nhiên thì X85L đã có rồi mọi người nhá. Các bác không cần phải nhất thiết mua lên. Chip và tính năng xử lý các thứ nó sẽ tương đồng so với X85K. Tần số quét 120. Và tất nhiên rồi, giá thành em xin đọc cho bác. X85K thì đang bán là 18 triệu đúng không ạ? 18 triệu là giá nó giảm rồi đấy. Chứ bình thường ra nó bán tầm 20 triệu. Thì bây giờ còn có 18 triệu thôi. Nhưng với X85L giá hiện tại bây giờ đang bán là 24.570.000. 24.570, tức là nó đang cao hơn so với con này. Trước là khoảng độ 4.500.000, nhưng bây giờ đang cao hơn khoảng độ 6.500.000. Tức là thêm khoảng 2 triệu nữa mọi người nhá. Tôi mua trong thời điểm bây giờ các bác tiết kiệm thêm được 2 triệu. 2 triệu cho con X85. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có con cuối cùng đó là con X90. Con X90 thì em đang kê phía ngoài cùng này. X90K và X90L. Các bác nhá. X90K và X90L. Ở đây thì em có một cái màn hình TV Full HD LED giống như con X85. X85L. Như em có nói là các bác phải năm ngoái, năm 2022 các bác phải mua X90K mới có màn hình Full HD. Nhưng 2023 các bác mua chỉ X85 thôi, là 85L thôi là có rồi. Nhưng mà con này được hơn đó là con chip. Chip là chip XD. Có con X85L nó vẫn là chip 4K thường thôi. X90 nó hơn cho bác. Vẫn là con chip, hệ màu, hình ảnh, độ tối sáng và âm thanh. Quan trọng nhất vẫn sẽ là những cái đó để giúp cho các bác có một chiếc TV có độ sắc nét cao và giá thành nó sẽ tất nhiên là nổi trội hơn các thương hiệu khác rất nhiều rồi nhá. Với các dòng TV như này thì các bác nào mà đang dòng xem dòng TV mà X90K thời điểm trên 22 triệu đồng thì bây giờ các bác mua với giá chỉ có 21.140.000 thôi. Quay trở lại về con TX90K thì chúng ta sẽ có so sánh sang con X90L.
với 90L năm nay thì bây giờ hiện tại bây giờ bên em đang cũng chưa có bày bất kỳ một con X90L nào ở đây. Bởi vì hiện tại cái khu vực bên em bày hàng nó đang kín quyến cày cậy rồi. Do đó là em chỉ so sánh được các bác cái phần thiết kế và phần tính năng là cũng khá là tương đồng thôi. Chúng ta có năm nay thì con X90 đấy em nhìn nó thiết kế rất giống so với con X85 rồi nhá, rất giống X85. Chân của nó thì thiết kế mỏng hơn thôi. Còn về phần thiết kế màn hình, phần viền và lắp sau lưng của X85 và X90 thì lại là giống nhau. Giống nhau. Ta có phần màn hình trước thay đổi đúng cái chân cho các bác, là chân con X85L thì nó chân to. Chân to như này. Đây, chân to như này. Nhưng với X90L thì chân của nó cũng sẽ là chân nhỏ như thế này. Đó nhá, chân nhỏ. Và tất nhiên rồi, X90L với giá thành hiện tại bây giờ cũng rất cao cho mọi người. Đó là rơi vào 28.690. 28.690 nếu mà các bác so sánh với X90K thì 21.140. Các bác hoàn toàn có thể mua X90K trong cái thời điểm bây giờ. Rồi nhá. Tức là hiện tại bây giờ các bác mua 65 inch, 65X75 đang bán 13.660. 65X80 đang còn có giá 16.730. 65X85 là 18 triệu. Và 65X90 là đang bán có 21.140 thôi nhá. Ok, thì đấy là tất cả những giá thành của TV Soli đang giảm giá cho người trong cái thời điểm bây giờ các bác mua hàng. Giá cực kỳ tốt. Các bác có thể liên hệ trực tiếp với siêu thị điện máy Ecomax tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh Hà Nội. Website là ecomax.vn mọi nhá. Số điện thoại thì em để phần mô tả để các bác đặt hàng. Tất cả các dòng sản phẩm này em sẽ giao bán vận chuyển lắp đặt miễn phí là 20 km đầu tiên. Bảo hành cho bác một đổi một trong 30 ngày và bảo hành 25 tại nhà, đổi mới trong 30 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất các bác nhá. Cũng hỗ trợ mọi người vận chuyển miễn phí 20 km đầu tiên. Xa hơn thì em sẽ cộng thêm tiền phí vận chuyển 10.000 đồng một cây sau ạ. Ok, em Long xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video clip tiếp theo.